Làm thế nào để bạn có thể trở nên tự tin hơn khi giao tiếp trước đám đông, khi gặp gỡ những bạn bè mới, hoặc là bạn cần phải gặp đối tác làm ăn, hay là bạn chỉ đơn giản muốn thuyết trình trước cả lớp, muốn thuyết trình về một ý tưởng nào đó của bạn. Và trong video này mình sẽ chia sẻ với bạn 3 ý tưởng, 3 cái cách mà mình đã sử dụng để trở nên tự tin hơn. Và điều thứ nhất đó là chúng mình nhận ra việc trở nên tự tin hơn nó không phải là một tính cách, nó không phải là việc bạn sinh ra mà đã trở nên tự tin rồi. Có lẽ nhiều người đạt được những điều đó tại vì họ sinh sống trong môi trường, gia đình và bạn bè xung quanh giúp họ xây dựng các cái kỹ năng đó. Thế nhưng tự tin chỉ là một kỹ năng như mọi kỹ năng khác. Điều đó có nghĩa là bạn có thể học, luyện tập và trở nên tự tin hơn như tất cả những kỹ năng mà bạn đã từng làm, như là đi xe đạp, đi xe máy, bất kỳ một kỹ năng nào mà bạn có thể làm ngày hôm nay. Và mình biết rằng mình đang nói chuyện trước một cái camera thế này nên là không thể nào nói rằng mình tự tin hay không. Tại vì thực sự mình không phải sinh ra là một đứa trẻ tự tin. Nếu bạn gặp mình ngoài đời ngay bây giờ thì có lẽ bạn sẽ thấy là mình tự tin rất là nhiều. Mình thoải mái trước đám đông, mình thoải mái trước bạn bè. Thế nhưng mình luôn luôn là một người introvert. Mình thích ở một mình, mình thích làm việc một mình, mình thích suy nghĩ rất là nhiều. Và mình nhớ lần đầu tiên mình đi một cái hội thảo về marketing, hội thảo về làm ăn, gọi là Experts Academy của Brandon Burchard. Và Brandon, người thầy trong cái hội thảo đó, mới gọi một bác khá là lớn tuổi rồi, là học sinh ở trong cái hội thảo đó, lên sân khấu chia sẻ kinh nghiệm mà bác ấy làm trong doanh nghiệp của bác ấy. Và bác ấy lên chia sẻ về những khó khăn ban đầu bác gặp phải, và rồi bác ấy tiếp tục làm, và bác ấy đạt được cực kỳ nhiều thành công. Và mình nhìn vào bác ấy, mình bảo trông bác ấy cũng là con người, cũng bình thường như là tất cả mọi người ngồi ở đây. Mình phải ra nói chuyện bác ấy, hỏi xem là làm thế nào để bác ấy có thể đạt được những thành tựu đó. Có thể là bác ấy sẽ chỉ ra cho mình một vài điểm mà mình có thể luyện tập, mình có thể áp dụng ở trong cái doanh nghiệp của mình. Thế nhưng trong suốt 4 ngày của hội thảo đó, mình rất nhiều lần mình định tiến tới và mình nói chuyện, thế nhưng mình không dám. Mình nghĩ rằng ồ, bác ấy là một người rất là thành đạt, rất là giàu có, nhỡ đâu bác ấy lại nghĩ rằng mình chả là gì để mà nói chuyện với bác ấy thì sao. Hay là mình biết là rất nhiều bạn sẽ suy nghĩ điều này và gặp những khó khăn này về vấn đề tự tin. Nên là mình hy vọng rằng ba cái điều mình sắp chia sẻ sẽ giúp bạn. Điều thứ nhất đó là khi giao tiếp với người lạ hay giao tiếp với người mới trước đám đông thì đừng tập trung vào bản thân bạn, đừng tập trung vào việc người ta sẽ nghĩ gì về bạn, mà thay vì đó thì thực sự tò mò về người mà bạn đang giao tiếp. Chắc chắn rằng chúng mình sẽ không thể tránh được việc mình lo nghĩ xem người ta sẽ nghĩ gì về mình ăn mặc như thế này được chưa, họ ấy nghĩ gì về mình, có giàu có, mình có xinh đẹp, mình có đẹp trai như họ hay không. Và những điều đó thực sự rất là mệt mỏi và không hề giúp đỡ gì chúng mình trong việc kết nối với người mà mình đang muốn nói chuyện. Thay vì thế, sử dụng sự tập trung của bạn bằng việc đặt ra những câu hỏi mà bạn thực sự tò mò muốn biết về cái người mà bạn sắp nói chuyện. Nào, điều mình chia sẻ không phải là bạn chỉ bảo là mình nên tò mò về người đó và chả làm được một gì cả, mà để thay đổi sự tập trung của chúng mình cần phải đặt ra những câu hỏi. Và ngay lập tức khi mình đặt ra những câu hỏi thì cái não bộ của mình sẽ bắt đầu hoạt động để làm thế nào để làm được đấy. Chẳng hạn như là khi mình gặp những người mới hay những đối tác ở bán hàng, mình đi gặp những người ở hội thảo, lúc nào mình trong đầu mình tò mò muốn biết rằng họ là người như nào, họ làm công việc gì, họ có yêu thích công việc của họ không, đam mê của họ là gì, họ muốn làm điều gì, họ muốn tạo ra sự khác biệt gì trong cuộc sống, họ có những cái sở thích khác là gì, hay là những cái thất bại họ đã gặp trong cuộc sống là gì, những thành công mà họ đã đạt được là gì, những cái bí kíp mà họ học được trong qua những thành công đó là gì. Mình biết rằng những câu hỏi này nghe nó rất là kiểu lớn lao và rất là kiểu sự nghiệp, vì có lẽ là cái độ tuổi của mình và có lẽ sự tập trung của mình về sự nghiệp là tất cả mọi thứ với mình bây giờ, nên mình muốn tò mò về, muốn biết về mọi người về những câu hỏi đó. Bạn có hoàn toàn có thể tạo ra một cái list của những câu hỏi khi mà bạn gặp những bạn bè mới và hỏi về những câu hỏi đó, thực sự tò mò xem họ là người như thế nào, gia đình họ ra sao, anh em bạn bè như thế nào, họ sinh sống trong môi trường như thế nào, họ lớn lên như thế nào, công việc họ ra sao. Và một khi bạn tò mò về một người nào đó
thì bạn sẽ quên đi rằng những cái lo lắng về họ nghĩ gì về bạn nó sẽ biến mất hết, mà bạn sẽ chỉ tập trung, thực sự tập trung và thực sự ở đó giao tiếp với người ngay trước mặt bạn. Điều đó cực kỳ quan trọng vì ai cũng muốn có được sự tập trung của bạn, ai cũng muốn có được sự chú ý của bạn, rằng bạn đang lắng nghe, rằng bạn đang tò mò về một người nào đó. Ok, điều thứ hai đó là nếu mà bạn cảm thấy không tự tin thì có lẽ rằng người mà bạn đang nói chuyện hay thậm chí cái nhóm mà bạn đang nói chuyện cũng thực sự không tự tin trước đám đông hay trong cái bối cảnh đó. Vậy tại sao chúng mình không đặt ra cái việc rằng chúng mình phải trở nên tự tin hơn là một thử thách mình cần phải đạt được vì những người mà mình đang nói chuyện? Nhiều người nghĩ rằng tự tin là mình tỏ ra tự tin, mình tỏ ra là mình tỏ ra là mình mặc quần áo xịn, mình đi xe hơi, mình nọ thế kia, mình có tất cả mọi thứ hào nhoáng. Đó không phải là sự thực. Tại vì lần cuối mình kiểm tra, Bill Gates hay là Mark Zuckerberg chưa bao giờ mình thấy mặc Chanel hay là Gucci. Và có lẽ bạn cũng biết rằng rất nhiều người tự tin ở trên sân khấu, tự tin trong màn hình hay tự tin ở cái nơi mà họ đang tỏ ra là tự tin. Và khi họ bước xuống sân khấu, tất cả những điều tự tin, những cái vẻ tự tin đó đều biến mất. Vậy thì chúng mình hãy thử định nghĩa lại tự tin là gì. Với bản thân mình, tự tin chỉ đơn giản rằng mình tin vào bản thân mình có đủ khả năng để tìm ra cách giải quyết một vấn đề gì đó, hay đủ khả năng để nói chuyện với một người mà mình đang muốn nói chuyện, tìm hiểu về những điều mà mình muốn biết về họ. Và khi chúng mình nhìn về tự tin là một kỹ năng, là một cái điều mà mình tin tưởng về bản thân mình như thế, thì nó chẳng còn gì là bí hiểm, nó chẳng còn gì là mình tỏ ra hay là mình giả vờ nữa, mà đơn giản rằng bạn tin rằng bạn với đủ thời gian luyện tập, bạn sẽ có thể tìm ra cách để làm bất kỳ điều gì. Bạn có thể tìm ra cách để nói chuyện với người đó, bạn có thể tìm ra cách để mời cái cô bạn đó đi hẹn hò, bạn có thể tìm ra cách để học hỏi từ người thầy, người cô giáo đó. Điều thứ ba đó là đôi khi nếu bạn muốn tự tin hơn, tất cả những gì bạn cần làm, như kiểu bạn đang đứng ở trên một cái bờ vực như thế này, tất cả những điều gì bạn cần làm là nhận. Trở lại câu chuyện khi mình ở cái hội thảo đầu tiên đó, suốt 3-4 lần mình thử để nói chuyện với bác ấy nhưng mà mình không dám. Và đến ngày cuối cùng, đến ngày thứ 2, thứ 3 gì đó, mình thực sự nói điều này với bản thân mình: Đức, you are not a go for it man, approach him and learn from him. Like, mình thực sự mình nói điều đấy trong đầu mình. Và mình ép bản thân mình phải đi ra nói chuyện với bác ấy và học hỏi cho bác ấy. Và một khi mình làm thế, mình nhận ra rằng tất cả mọi người đều thoải mái với việc nói chuyện, thoải mái với việc chia sẻ những điều gì đó. Và điều thứ năm, điều bonus cuối cùng trong video này, đó là khi bạn giao tiếp với một ai đó, bạn thuyết trình một điều gì đó, bạn làm một video hay bạn làm bất kỳ điều gì đó với một người khác, thì mang lại niềm vui trong cái cuộc hội thoại đó, mang lại niềm vui trong cái giao tiếp đó. Khi mình mà có thể gặp bạn ngoài đường hay là mình gặp bạn bè, chắc chắn mình sẽ tìm cách để làm cái cuộc hội thoại vui. Chắc chắn mình lại sẽ làm một điều gì đó ngớ ngẩn mà mọi người sẽ cười bản thân mình. Mình không quan tâm, mình không cần biết là người ta có cười bản thân mình. Mình sẽ làm mặt mình méo mó, mình sẽ làm mặt mình biểu lộ tí tí hết cái cảm xúc. Và điều quan trọng nhất là mình vui, mình có thể trải nghiệm cái cảm xúc là mình vui, mình tìm thấy niềm vui trong cái cuộc hội thoại này, trong cái giao tiếp này, và người khác cũng cảm thấy điều đó. Niềm vui sẽ làm cho bạn trở nên tự tin hơn, sẽ làm cho mọi người cảm thấy tự tin hơn khi giao tiếp với bạn, và đó là điều quan trọng nhất. Mình hy vọng rằng 5 điều trong video này giúp bạn trong lần tới giao tiếp một ai đó mà bạn mong muốn, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn, bạn sẽ cảm thấy quan trọng là vui vẻ hơn trong cái giao tiếp đó. Đừng lo nghĩ rằng người ta sẽ nghĩ gì về bạn, hỏi xem bạn muốn biết gì về người ta, và bạn chắc chắn sẽ trở thành một người có thể giao tiếp tốt hơn rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Nếu mà bạn chưa subscribe thì subscribe và channel của mình. Mỗi tuần mình sẽ cố gắng mang lại video mới, chia sẻ những điều mình học được với bạn. Và nếu bạn thấy rằng video này có một ai đó, có một người bạn nào đó sẽ nhận được những lời khuyên này, sẽ giúp ích cho họ, thì share video này trên các trang mạng xã hội và gửi tin nhắn với các người bạn khác. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong lần sau. Bye bye.